Đấy, dùng cho giữ lắm vào, cuối cùng chỉ còn vài chục ngày nữa thôi là hết hạn bảo hành thì lại tuột tay vỡ bố kính. Anh em có thể nhìn xung quanh viền của máy này nhá. Anh khách dùng rất là gìn giữ, gần 1 năm mà vẫn nguyên tem ốc, chưa hề bị xước mạnh hay là cấn móp gì luôn nhá. Mặt lưng cũng thế, không hề xước kính hay gì cả. Anh cũng bảo là em mang kính mấy hôm nữa qua reset bảo hành. Nếu mà không làm rơi nhá thì đổi máy khác mất có 500k reset lại bảo hành 12 tháng thôi mà lại được đổi máy mới. Nhưng mà đúng là người tính không bằng trời tính. Thôi thì cũng may là cái con máy này còn trong thời hạn bảo hành nên là vẫn được hưởng gói bảo hành rơi vỡ sửa chữa free. Như máy của anh khách ấy là sẽ được thay kính khác hoàn toàn miễn phí nhá. Nói thật ấy là hỗ trợ bao nhiêu trường hợp rồi, đưa lên cũng khá là nhiều trường hợp thực tế rồi, nhưng mà nhiều anh chị em cô chú là vẫn chưa tin đâu. Nhiều bác bảo ấy là thấy chính sách bảo hành tốt quá thì lại đâm ra nghi ngờ, không biết là có thật hay không hay chỉ là quảng cáo. Xem TikTok nhiều quá thì nhiều khi thông tin nó bị nhiễu loạn quá ấy, lại đâm ra nghi ngờ. Còn em ấy thì em vẫn luôn cam kết với các bác là có sao thì em nói vậy, nói được là em làm được. Máy em bán ra là em cam kết là không zin tặng máy, lỗi thì em đổi máy khác chứ không phải là thay thế hay sửa chữa gì cả. Còn rơi vỡ ấy, thì sẽ được sửa chữa thay thế free. Màn hình thì đè chảy mực sọc màn thì hỗ trợ 50% giá gốc. Các bác chỉ cần bỏ ra một số tiền ban đầu để mua máy, còn về sau lên đời reset bảo hành thì phí cực rẻ. Và bán lại máy ấy, thì em luôn thu vào với giá cao nhất Việt Nam, đó chính là thu lại 90% giá web mà em đang bán. Còn trường hợp ấy mà các bác đã được bảo hành rơi vỡ sửa chữa free, sau này mà muốn đổi máy lên đời thì em vẫn hỗ trợ thanh lý với giá tốt nhất cho các bác. Thế nhá.